Ở đây chúng ta có một cái mặt bề mặt tường, thì cái này gọi là đá rửa các bạn. Thì đá rửa là đá làm sao? Nó có rất là nhiều cái hộp nhỏ nhỏ đó các bạn. Thì cái quy trình thi công đá rửa như thế nào thì các bạn có thể lên YouTube các bạn đánh là sẽ ra thôi. Cái này thì mình chỉ quay cái sản phẩm thôi. Tại cái này nhà này chắc làm lâu rồi. Thì cái này gọi là đá rửa đúng không ạ? Còn cái đá mài thì giống như cái băng ghế đá chúng ta thường ngồi á. Này. Cái băng ghế đá đó là đá mài các bạn. Thì đá mài khác đá rửa chỗ nào? Thì các bạn nhìn xem chỗ này chúng ta có cái bề mặt này là bạn thấy nó lởm chởm không? Đây những viên đá này nó ví dụ viên đá này nha. Này ví dụ như đá trắng này ha. Thì rõ ràng cái bề mặt nó chưa được mài. Đúng không ạ? Chưa được mài, nghĩa là chưa phẳng. Nó có hình dạng như cái hình dạng của nó. Còn nếu mà các bạn xem, nếu mà cái bề mặt này á, mà chúng ta lấy cái đá viên đá mài, ta mài đi cho nó phẳng băng như cái mặt ghế á, thì chúng ta gọi là đá mài. Như vậy đá rửa mài xong rồi đá mài. Đá rửa đá mài khác nhau chỗ đó thôi, nghĩa là công đoạn mài. Cái đá này không có được mài. Nếu mà kết thúc quy trình ở đây người ta gọi là đá rửa, đúng không ạ? Còn bây giờ bên kia xem, này các bạn xem cái này nha. Cái này là cái băng ghế đá của chúng ta thường hay ngồi nè, đúng không ạ? Đó, bạn nhìn xem cái mặt này nó cũng giống như mặt hồi nãy y chang, nhưng mà những viên đá đen đen này nè, viên đá đen đen này là nó được mài, đúng không? Mà thấy rõ ràng cái bề mặt này là nó được mài rất là phẳng này, ghế ngồi đúng không ạ? Nó được mài rất là phẳng. Nếu mà viên đá này mà nó không được mài á thì nó sẽ có hình dạng như chúng ta thấy ở những bức tường này. Như vậy cái đó bên này gọi là đá rửa, còn bên này những cái băng ghế đá chúng ta thường ngồi là đá mài. Có nghĩa là cái mặt phẳng tường bên đó các bạn, nếu mà bạn lấy cái máy mài bạn vô mài á thì nó sẽ ra cái hình dạng bên đây. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đây cái mặt này là chưa được mài nè các bạn. Mặt nó chưa được mài nè. Bạn thấy nó vẫn giữ được hình dạng ban đầu đó mà. Còn cái mặt này được mài nè, nó khác. Đó, thì các bạn sờ tay vô các bạn thấy bên đây nó còn rất là nhám, còn bên đây á rất là trơn. Rồi.